Là bạn Hoàng Phúc nhau nói chuyện với cái gối da níu rồi. Trời ơi, sao Lan nhìn xanh xao dữ vậy? Ôi, có triệu chứng khó thở nữa kìa. Uống miếng sữa vô đi. Trời ơi. Có sự sống này rồi mọi người ơi, có sự sống này rồi, biết cung động rồi nè mọi người ơi, nó di chuyển được rồi nè mọi người, biết cung động rồi. Bé gói có sự sống này rồi mọi người. 20.000 tiền diễn. Chui xuống gầm bàn rồi gào thét trong tuyệt vọng đi anh Hiếu ơi, chui xuống gầm bàn gào thét trong tuyệt vọng. Mít mờ quá anh Hiếu ơi. Ôi trời ơi. Bớt mờ chưa? Coi vậy đỡ mờ hơn chưa? Hello bạn Khánh Bi nha, live stream mà ngồi ghế. Rồi dẹp cái ghế qua bên hen. Tục đập vô cái đầu mày. Live stream mà không ngồi ghế, người ta ngồi bàn, tao live stream mà. Được á. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh live stream của mình nha mọi người ơi. Để mình mời mình tương tác với mấy bạn xíu nha mấy bạn. Hello bạn Nguyễn Hoàng Huy, hello em. Hello bạn Kiều Nga nha, chào anh Hiếu. Ừ, chào em. Hello bạn Ngọc Trâm, hello em. Hello bạn Hải Đăng nha. Hello bạn Nhân Phạm, hello bà úp mặt vô bãi cất chó đi Hiếu ơi, sao mẹ em úp đi má. Má úp cái đầu tiên em úp vô xong cái em bị mất trí nhớ, cái em úp lại lần nữa, cái em cứ làm hoài vậy, làm nguyên cuộc đời em luôn. Chỉ mấy cái ngu thôi mà. 12 seconds later. Hello bạn Trần Bích Ngân. Anh Hiếu ơi, ai có một người đàn ông bị mất trí nhớ, ông quên đi việc mình mất trí nhớ rồi sau đó ông nhớ lại tất cả mọi thứ. Ủa? Nó nói tôi là có một người đàn ông bị mất trí nhớ nhưng sau này về già cái ổng bị cái chứng chứng Alzheimer mọi người, bị cái chứng nè, để nói lại lần nha. Nó hỏi tôi là có ông già bị mất trí nhớ. Rồi sau đó ổng về già đi, cái ổng quên là mình bị mất trí nhớ đi. Vậy lúc đó ổng có nhớ lại không? No. Đỡ không nổi. Livestream mà nói chuyện chứ livestream không nói chuyện, lên ngồi đây đỡ lên vậy nè. Lành rồi nha mọi người, cái lưỡi tôi lành rồi, sắp lành rồi. Nếu mà tôi tính là khoảng tầm 2-3 ngày nữa là cái lưỡi tôi lành rồi đó. Nè, nhìn nè, nó không có còn đỏ giống như hồi trước nữa. Nhìn nè, nhìn nè, cho mọi người nhìn. Trở tay sao kịp được. Hello Nguyễn Bình, Nguyễn Bình nha, chạy ra nói với chị Huệ và là yêu anh yêu Cẩm Ly đi anh ơi. Chạy ra nói với chị Huệ anh yêu Cẩm Ly. A few moments later. Chị Huệ kêu anh chạy vô nói là mượn 20 đi. 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5, vậy đưa em 500. Hai cộng ba bằng mấy? 2 cộng 3 bằng 5, vậy thì đưa em 500. Được. Này được á, này được nè. Hello Lê Quang Dũng, hello em, cho em tô bún bò Huế đi anh. Cho một tô bún bò Huế, rắc lương tâm lên cho anh. Ừ, cho quỷ này nè. Có cần sơn lên bún bò Huế ăn cho ngon hơn không em? Hello bạn Đặng Khánh, hello bạn Nguyễn Minh Thư nha, làm thơ tặng em đi anh. Buổi trưa bỗng có trăng tròn, Thùy Vân em có cái tròn hơn trăng. Hello bạn Phạm Thị Trầm U, ê Phạm Thị Trầm Y. Hello bạn Phạm Thị Trầm Y nha. Cứ tối ngày vô. Hello Phạm Thị Trầm U, nghe kỳ quá. Hello Thí Liễu. Thí Liễu. Thí Liễu ơi, Thí Liễu, Thí Liễu, Liễu, Thí Liễu có còn nhớ tới người em gái gớt gớt này không? Thí Liễu ơi, tôi nè. Thí Hiếu. Nhớ tôi không? Mọi người, hồi xưa đáng lý là Nguyễn Du là viết cái bài mà chuyện Kiều là có tới là ba chị em lận, mà tại tôi lúc đó hả chưa có liệt kê vô. Lúc đó tôi chưa đẻ nên là chưa có liệt kê vô. Đào Lòng, Ba Ả, Tố Nga mới đúng. Thí Kiều là chị em, là Thí Dân, Mai Cốt Cách, Tuyết Tinh Thần. Bên cạnh đó vẫn còn Thí Hiếu nữa. Rồi mới gặp bà Thí Liễu nữa chị tôi.
Vô bồn cầu livestream đi Hiếu ơi, có cần làm cái content hả, múc bang chổng không má, để coi vớt vớt lên gì, chẳng hạn như có topping ở chổng đồ này nọ đó, vớt lên húp. Đọc cái mình này chi vậy, nếu quên, nếu đọc rồi thì giả bộ mất trí nhớ xong cười thiểu năng đi tự nhiên luôn. Nay như ăn bột ngọt nhiều quá sao mất trí nhớ. 20.000. Hiếu ơi, mấy nay anh chưa có đập đầu vô tường á anh Hiếu ơi. Ủa chứ mấy ngày trước con có đập đầu vô tường hả má? Trời đỡ không nổi luôn á, để cho đập cái đầu tôi vô tường cái mấy ông. Mà không biết tôi kêu đập cái đầu nào, chắc kêu đập vừa lòng má chứ má. Lô Trần Đạt nha, chiếm lấy em đi anh Hiếu ơi. Nè em, làm ngậm mi em, làm ngậm mi uống cho nó nên người. Cái này là gì không mọi người? Cái này là thuốc đánh si dài á nha, cái thuốc đánh dài á, mày uống mày ngậm đi má. Cái trường sinh bất lão. Hello Đặng Phát sống đời đi, mốt còn content với anh nữa. Đọc comment của em trong im lặng đi anh Hiếu ơi. Hello bạn Thuận đang đi học nha, sao anh Hiếu nói chuyện chi vậy? Nó hỏi ai mọi người? Nó hỏi bà kìa bà nội. Nó hỏi bà sao bà nói chuyện với nó làm chi kìa. Em ơi, cái tường nói gọi nói lại với em vài lời vậy nè em. Hello Đình Hiệp, hello em. Rên sao cho nứng đi anh Hiếu ơi. Mượn 20 đi, mượn 20 đi, mượn 20 đi. Đủ nứng chưa má? Nên chưa đủ nứng lên giá đi. Để là bạn Ánh Lê, hello em. Cosplay Ngộ Không rồi đi bút đường tăng đi anh Hiếu ơi. Đồ đỡ nó không nổi luôn á. Em ơi, sắp tới anh cosplay tôn Ngộ Không nhưng mà anh đi đập Bạch Cúc Tinh bằng cây gậy như ý khác của anh rồi em. Hello bạn Hòa Lê nha, cây gậy như ý, cây gậy như ý có chức năng đập cái sình bụng. Hello bạn Lý Đàn nha, ngồi hát đến hết giờ livestream luôn đi Hiếu ơi. Tôi có một bài tôi có thể hát đến hết livestream này luôn, ông có tin không? Chẳng hạn như là cho xin tí nhật buồn nha. Cá mập đu 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 đu, cá mập đu 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 đu, cá mập đu 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 đu, cá mập đu, cá mập cha đu 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 đu, cá mập con đu 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 đu. Dẫn hoài tôi ngồi tôi hát từ giờ tới chiều, tôi lật hết cái da phả tôi ra tôi hát rồi không bao giờ hết. Hay là bạn Trần Kim Ngân, đó là bạn Ngon Ngọc Tuấn nha. Đánh đít em đi anh Hiếu ơi. Hư nè, hư nè, hư nè. Lật cái mặt lại, mày nằm ngửa lên tao đánh lộn rồi kìa. Nằm sắp xuống đi. Ừ, hồi nãy đánh lộn nhưng bị bẹp rồi. Hay là Nguyễn Viết Anh, hello em, hello bạn Mai Thị Ngọc Ánh, hello bạn Nguyễn Viết Hoàng nha. Anh Hiếu bị BD không anh Hiếu? Trời ơi là trời. Em ơi là em nghĩ rồi hả? Anh dày BD chỗ nào? Không hiểu luôn á. Không hiểu BD chỗ nào luôn. Hay là Nguyễn Quân, hay là bạn Nguyễn Đỗ Đạt, hay là em gào thét tên em đi chị Hiếu ơi. Trần Hữu Nhân. Hay là bạn Công Nhã, hay là bạn Phan Hải, hay là Trường Nguyễn, hay là em. Hay là bạn nhát giấu tên nhà này có like không? Nếu không, nay không có like đâu em. Nay anh bận rồi, nay anh đâu có like. Hôm qua Hiếu đi chơi, Hiếu lụm được cái áo tàng hình mọi người. Tôi đấu live stream nay đâu, đấu live nay tôi bật, nay tôi bật live stream lên tôi thông báo cho mọi người biết là nay tôi không live stream rồi mọi người. Hay là bạn Kim Thị Lê nha, bón phân cho cây trụ điện đi anh Hiếu. Không hiểu luôn. Ví dụ mà anh mà hả, anh bón phân như lời em nói là đi rưới cứt đúng không? Anh rưới cứt xung quanh cây trụ điện đi, rồi cây trụ điện mọc ra gì? Chắc mọc ra mấy cái lương tâm của ông nội đi quá. Hello bạn Nhân Mai, hello bạn Khoa Vũ Đàn Anh, nói chuyện với cái ghế đi anh Hiếu. Trời, trời đất ơi, sao dạo này ngồi đi chứ ngồi sống sao không chọn cuộc sống sao sống mà toàn để cho người ta ngồi lên đầu mình không vậy bê. Trời ơi, dạo này ổn không? Dạo này lùng đi bớt rồi ha. Nhiều ký, được nhiều ký. Có 10, không tới 10 ký luôn mà. Nó nói tôi nó được có 3 ký rồi mọi người. Thôi bao ăn cho cũng lớn nha. 20.000 nha má. Tao không biết ngày nào tao mới tự kỷ thiệt trên kênh livestream này nữa.